Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 18 tháng 11, sau tiếng động lớn, người dân đã phát hiện ra một nam thanh niên nằm bất động tại quán cà phê dưới chân đế tòa nhà HUD3 quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhận được tin báo thì lực lượng chức năng đã phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ việc 5 thanh niên rơi từ tầng cao tòa chung cư HUD3 Linh Đàm xuống dưới và tử vong. Nạn nhân có tên viết tắt là DTH, 29 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tình trạng gãy cánh tay phải, biến dạng hai chân, không còn khả năng cứu chữa. Các nhân viên y tế sau đó đã xét nghiệm COVID-19 cho nạn nhân theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra và làm rõ.